thành biết không? Yeah. Từ cái hôm mà tôi nói ví dụ mà áo quần gọi là áo quần bị á, đến hôm nay mấy người đã họ né tôi. Có lẽ là họ có lên mạng họ thấy cái chuyện đó là cao đó, họ cũng không biết, cũng thấy mặt tôi nhưng mà là họ né. Nói cái tay mà ở đường Bùi Viện á, nó giờ nó bán nhà đi đâu. Anh thấy thể hiện rằng tụi nó sợ mình thấy không? Tất cả là tụi nó sợ mình. Như vậy mình là người công khai, mình là người là có nhân dân bảo vệ, thấy chưa? Đấy. Đành rằng có một thiểu số nào đó trong nhân dân cũng còn nhận thức chưa đủ, hoặc là còn mang những cái hận thù theo gia đình. Đó là chỉ cá biệt rất nhỏ, nhưng chung quanh chúng ta là đều đa số quần chúng nhân dân đều ủng hộ đùm bọc chúng ta hết, thấy chưa? Cho nên chúng ta làm những cái gì đúng chính chắn, bất cứ nơi nào cũng đều có quần chúng dân ủng hộ bảo bọc chúng ta hết. Chỉ có cái bọn phản động, bọn phá hoại ấy, thì nó mới sợ. Bởi vì nó làm những cái việc hoàn toàn trái pháp luật, trái với ý nguyện của nhân dân, trái với lòng dân. Mà nhân dân giờ hiện giờ họ đang rất muốn sống trong cuộc sống hòa bình. Chứ họ không muốn chiến tranh. Bất cứ một người dân nào trên thế giới cũng đều không muốn chiến tranh hết. Cho nên họ phải bảo vệ lấy cái hòa bình này. Và sau lưng chúng ta đều có quần chúng để bảo vệ chúng ta. Tức là họ bảo vệ được cuộc sống hiện tại, bảo vệ cái hòa bình họ đang hưởng. Thấy chưa? Họ không cần biết cái chế độ này ai lãnh đạo. Có nhiều đa số như vậy, họ không cần biết. Thậm chí có nhiều dân họ nói tôi chẳng biết ông chủ tịch phường tên gì nữa kìa. Đó không? Họ nói tôi chẳng biết ông chủ trưởng công an phường tên gì nữa kìa. Nhưng họ chỉ biết rằng đất nước là đang yên bình. Thì để họ yên bình họ sống. Thấy chưa? Mà cái họ cốt lõi nhất là họ chỉ làm kinh tế để lo gia đình khấm khá nhất. Còn kẻ nào muốn phá hoại đất nước này họ đều không thích, thấy chưa? Đấy, cho nên khi mình ra đường mình làm một cái điều gì đều có quần chúng dân sau lưng hỗ trợ hết. Đấy, mình phải tin tưởng đó. Trong kháng chiến cũng vậy, cuộc kháng chiến thành công cũng nhờ vào đại đa số quần chúng nhân dân nuôi nấng bảo bọc và giúp đỡ thì cuộc kháng chiến mới thành công. Và cuộc sống hòa bình hiện tại cũng phải nhờ quần chúng nhân dân ủng hộ và hỗ trợ thì mới yên bình. Nó là cái cơ bản cốt lõi nhất. Cho nên mình làm một cái điều gì để bảo vệ đất nước này đều có sự ủng hộ của quần chúng dân hết. Là sau lưng chúng ta đều tin tưởng rằng đều có lực lượng quần chúng bảo vệ chúng ta hết. Đúng không? Còn những kẻ xấu họ ra đường họ làm những điều gì họ đều sợ hết. Nhưng còn mình đâu có sợ, thấy chưa? Mình vẫn công khai ngủ cà phê nè. Đấy, ví dụ mình đang live stream đây, kẻ địch vẫn biết ta đang ngủ cà phê đây chứ không biết. Nhưng mà tới đây hành động không? Đều không dám. Đấy chưa? Nhưng nếu kẻ địch ngồi ở đâu muốn phá hoại thì ta vẫn sẵn sàng tới để ngăn chặn sự phá hoại của chúng. Đó là ý chí, thấy chưa? Đó là ý chí, đó là cái nguyện vọng, đó là cái làm theo tâm huyết của tất cả đồng bào, đấy không? Cho nên mình không mà ngại một cái gì hết. Nhưng nếu kẻ địch biết ta đang ngủ cà phê ở đây, nó nghe những lời của ta nó ghét thiệt đó, nhưng mà tới đây để hành động với ta thì nó không dám đâu. Nó thẳng như thế vì nó không có ý chí, không có lý tưởng, thấy chưa? Nó là như vậy. Cho nên tôi đi đâu bất cứ làm cái gì tôi đều không sợ là cho đó. Vì tôi luôn nghĩ rằng mà làm gì đúng đều có quần chúng ủng hộ hết. Đất nước của mình mà. Mình đâu có sợ gì bọn phá hoại. Mà nhân dân sau lưng mình có nhân dân hết mà, đâu sợ. Tóm lại quy luật là kẻ gian bao giờ nó cũng lén lút. Nó cũng rình mò lén lút chứ nó không bao giờ dám ra mặt đâu. Ra mặt là nó chết ngay thôi. Đất nước có chủ quyền mà để cho bọn gian đến nó làm một cái gì công khai được. Tất cả bọn nó chỉ là nén nút thôi. Mà đều mình làm một cái điều gì chăng nữa, từ hồi kháng chiến cho đến hòa bình đều tất cả đều dựa vào sức mạnh của nhân dân hết. Kể quân đội mà không dựa sức mạnh nhân dân cũng không thành công. Mà mình ra đường mình làm cái điều gì chống cái bọn phá hoại để bảo vệ an bình nước đều mình dựa vào sức mạnh của nhân dân hết. Đó là cái cốt lõi nhất. Ý chí mình một phần nhưng phải nhờ sức mạnh nhân dân chứ. Mà cái sợ nhất bây giờ là nội bộ mất đoàn kết thì là sợ nhất chứ. Nội bộ mất đoàn kết thì chính vì điều đó mà bọn phá hoại và bọn phản động đang cố gắng làm những điều đó, đang sấy sâu vào đó. Thấy chưa? Nó phá rã tan được cái đội ngũ được thì nó là chiến thắng. Bởi vì mình không đoàn kết là bị tan rã.
tan rã là không đấu tranh được. Cho nên mà quan trọng nhất là cái sự đoàn kết. Đoàn kết rồi phải biết liên kết. Liên kết và đoàn kết, đó là cái điều cốt lõi quan trọng nhất. Mà hiện giờ là kẻ thù rất sợ nhất cái đoàn kết. Vì đoàn kết là sức mạnh mà. Nó là cái tiền đề của sức mạnh. Chứ không đoàn kết là yếu thế ngay. Đoàn kết là sức mạnh. Đó là cái tiền đề của sức mạnh. Thì hôm nay sẵn tản mạng uống cà phê ở nơi rất thanh cảnh, thì anh em mình cũng ngẫu hứng không? Cũng nói qua một vài chi tiết về thời sự một chút. Chứ không phải đi chuyên đề nói một mục đích gì hết. Cuối cùng thì mình chỉ là bảo vệ cái cuộc sống thanh bình, hòa bình nó quan trọng lắm. Thử hỏi coi bao nhiêu người uống cà phê ở đây đó, đang uống với cảnh thanh bình thế này, họ thích không? Thích chứ, thích chưa? Họ đâu có muốn rằng là đang uống cà phê vậy vì sách ly mà chạy khi bom đạn đổ trên đầu, thấy chưa? Mà họ không biết rằng ngày mai có còn ngồi uống cà phê được hay không, thấy chưa? Cho nên cuộc sống họ đang hưởng hiện tại họ rất thích và rất muốn giữ là chỗ đó. Đấy. Đó các bạn không? À, mười cái người ngồi như thế này họ đều muốn giữ mãi cuộc sống yên bình thế này để họ thụ hưởng chứ. Đấy chưa? Đời nào họ muốn mất những cái họ đang thụ hưởng.